Chào các bạn nha. Bây giờ xe cậu lúa xuống cái kênh các bạn ơi. Là xuống kênh chợ lúa. Ui. Nhổng đầu. Tốc lực. Tốc độ cũng chạy tốc lực á, rồi xây bánh luôn, rồi lúng quá, bắt này còn mềm quá. Chân anh ra chợ lúa các bạn, ra anh cậu lúa vô. Bây giờ cái bờ này cao quá, ban bớt qua. Vậy chạy ngoài gom vô chứ. Chải ngoài gom vô luôn ha, chở đây ra ngoài. Ừ, chải ngoài gom vô. Băng qua luôn. Băng qua ruộng anh em vớt lên vinh bỏ lên tàu các bạn để mình theo lên trải nghiệm với ảnh coi. Rồi lấy cái hộp bỏ lên xe luôn ấy. À, của bên cái máy cắt hả? Rồi tới luôn. Đây mấy anh đang cắt các bạn. Ê. Bộ giờ họp ở đây chơi hồi sao không cắt không chạy hả? Họp ở đây chơi hồi sao không cắt nữa trời ta chả. Thôi bỏ lên. Quăng hai bao lên. Đó. Xây cái bao lại. Thấy luôn rồi kìa. Dưới lấy luôn. Đó, chỗ này giờ nó muốn lúng rồi. Xoay bán thôi. Đây còn nhão quá các bạn ơi. Cái máy này chạy được. Cắt cầu lên rồi. Yeah.
luôn. Dân tí xíu gom nữa giỡn hoài rồi vô đó đúng rồi bẻ găng rồi mà phải không rồi. Bẻ găng rồi bỏ đại chứ đâu có sợ mới bẻ găng mà sợ gì nữa tôi bắt bỏ ra đó rồi vũ xuống vô bao được ở đít thôi ở đít thôi chút nữa mình dễ lấy ra trưa lên có mồi rồi đó không lấy sợi dây ni lông nữa buộc lại thắt rút bỏ xe này cắt hết mấy lâu đó còn bắt nữa ừ còn có chừng đâu á mình ăn cơm lên xe mình vô đây rồi các bạn ơi gần đây mấy anh nó có chuột ra để bắt nữa rồi các bạn ơi dạch lâu kế coi ừ bây giờ là đám lúa này còn lấu cuối nè các bạn cắt chắc có lẽ có chuột thôi để mấy anh cắt coi được có chuột không cắt tàu đang đùa lên nè các bạn ơi được không chắc chạy luôn rồi phải canh nghe động cho chính xác kìa dính rồi không hay quá anh mập mình ơi đó một em nữa rồi bẻ găng luôn bỏ vô bẻ găng thôi xong bắt xong canh né ra né ra né ra con của mày hai con nữa nè giờ qua cái miếng bên đây còn lỗ cuối nãy mới nhận lên quẹo đầu lại kìa
lên bờ. Vô luôn, vô luôn, đậu đầu, đậu đầu như vua bóng quả bóng vậy. Đầu lên là các bạn ơi, lên kinh thấy vậy mà muốn lún đạp luôn, đập mạnh lên luôn đó. Đầu lên lên dốc đứng chở nặng, đẩy phụ đi để rớt lúa, vĩnh quỳnh sao để rớt lúa, sao không chạy lên luôn. Đứng lên không nổi hả, nặng quá lên không nổi hả. Giật lên cũng không nổi rồi. Nặng quá. Dốc này cao quá. Lên. Lên. Đó. Nhìn đứng luôn. Woo. Rồi lên tới đây đứng luôn. Sao à, đứng luôn rồi. Lên chứ tự nhiên để đứng hả? À? Tụt hả? Đó. Giật lại, đó, đặt mạnh ra lên. Úi mà giật. Rồi lên được kinh rồi các bạn ơi. Cái dốc này cao quá. Rồi mấy anh em. Giật lên không nổi. Chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn xem vui vẻ, thành công trong công việc.